Vâng, tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo cái đã. Vâng, tiếp tục trận thi đấu tiếp theo. Kata là của game thủ Venus. Và hai Kata. Ôi, căng rồi. Như vậy là sau một chuỗi trận khá bay thì bây giờ đã gặp phải hai Kata. Chúng ta cùng xem bài này có khắc phục được hay không. Hai Kata, một Kata đến từ game thủ Venus và một Kata đến từ game thủ vô thường. Cập nhật kết quả cúp C1 một chút thì Bayern Munich hiện tại vẫn đang hòa với lại AS Roma ở phút thứ 10. Tất cả trận đấu đều diễn ra gần như là cùng giờ. Ajax và Barcelona vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Đây, Sành Giáp Anh thì đang dẫn trước các cầu thủ AOB Nicosia với tỷ số 1-0. Malmo thì đang hòa Chelsea không đều. Sporting ở đây Sporting cái gì đây, chúng ta cùng xem. Sporting CP vâng đang hòa San Cơ 0-4 với tỷ số 0 đều. Athletic Bilbao và FC Porto cũng có tỷ số 0 đều và Kata Donetsk và Beta Rosisot cũng là như vậy. Và chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu này. Kata là của game thủ vâng Mỹ Anh, tức game thủ phi thường. Thăng lai 10 trên 12 và màn hình máy của game thủ về lớp vâng có vẻ là tươi hơn. Chúng ta hãy xem màn hình máy game thủ về lớp thì là hơn. Vâng, như vậy là một bài Kata đã đủ đồ rồi. Có quả phụ, có hiêu và một đôi gòi. Như vậy là đã đủ đồ. Hai hiêu, như vậy là nhường một hiêu dành cho game thủ phi thường. Ăn một đôi voi này, đóng một chiếc BS và sau đó thì vâng, ăn voi và đóng chiếc BS và sau đó thì lên ăn quả thôi. Lớp vẫn đang xong dần ra khá đều và một chiếc VS được thiết kế ở cánh rừng phía bên này rồi, bên này chứ không phải là bên kia. Bên kia thì là dưới dốc chặt một lúc thì nông dân lại phải ôm gỗ lên trên dốc là mất thời gian. Về lớp quyết định vâng ăn ở dưới dốc thế thôi, ăn ở trên dốc thì đó bạn ăn trên dốc thế thôi. Thêm một chiếc VS nữa, vẫn cố gắng muốn đi tìm cái gì đó nữa, thêm cụ thể là voi có lẽ là như vậy. Đây rồi, câu một đôi thôi rồi, câu một đôi lần hai. Rồi, một đôi voi sẽ mượt mà tình huống này nếu không gặp những con dốc quá cao. Hai mươi hai trên 22, thằng này lúc này cẩn thận vào bắt đầu. Rất may là một con còn lại nó không quay đầu. Vâng, hai con này nó không lùa theo nhau, nó không rủ nhau. Cuối cùng thì cũng quay đầu. Hơi đáng tiếc. Vâng, một pha câu đôi voi không thành công. Màn hình máy của game thủ phi thường xem tình hình thế nào. Úi giời. Vâng, 24 nông dân. Quẳng luôn một nông dân đang câu voi. Cẩn thận. Rất đau tim. Bằng tay câu voi, tay phi hiêu. 25 và có lẽ là còn lâu mới kích. Bên lớp thì sao? 23 trên 24. Rồi xử lý voi này là hợp lý. Và sau đó thì cắt một đồng dân ra đẩy nốt con hiêu còn lại sát với chiếc BS hơn. 7 hiêu ở trong 7 hiêu này. Rồi pha đá hiêu là rất khéo. Nhưng giá như đây là Persia thì là đẹp hơn. Đẹp hơn rất nhiều. Thực cũng đang dồn lên nhanh và gỗ cũng đang dồn lên nhanh và lớp ép đời rất chuẩn và rất mong rất may xin lỗi bạn là không phải là rất may mà rất tiếc ở trong tình huống câu đôi voi thôi. Một tình huống mà câu đôi voi thì có lẽ là bên lớp đã lên đời sớm hơn rất nhiều. Bi là người cầm phô và Bi trận này đánh chém rồi, phô lên đời rất sớm, cực kỳ đột biến. Đây có lẽ là một trận đấu mà vâng muốn gỡ lại một chút gì đó gọi là thể diện khi mà vâng đã muối mặt với tỷ số 4-0 về C. Kinh khủng khiếp, phong độ của bên lớp ngày hôm nay là kinh khủng.
23 trên 24 và đã kích đời ở đầu 10 rồi. Một ruộng và sau đó thì cần thiết thì ba chiếc ruộng, nếu khung rộng thì là ba chiếc ruộng, còn nếu không thì cắm hai ruộng thôi. Mà cần thiết nữa thì là một ruộng và chốt e. Đó là điều chắc chắn. Lên luôn cái giáp. Phía ngoài vẫn còn voi, một con voi câu trượt đến từ thủ về lớp. Bây giờ thì BB đã có giò tới đây rồi. Vâng, cập nhật tỷ số bóng đá luôn thì Sanker 04 đã vừa vượt lên dẫn trước Sporting Lisbon với tỷ số 1-0. Thi đấu trên sân khách nhưng Sanker lại vẫn vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 ở phút thứ 17 của trận đấu này. Rất nhức nhối với con giò do game thủ BB điều. Các bạn có thể thấy là BB điều giò là cực kỳ nhức nhối. Cầm phô và BB đang làm cho game thủ về lớp cảm thấy đau đầu. Lên bánh xe rồi game thủ về lớp cầm cà thà. Còn phía bên kia thì vô thường tình hình thế nào? 27 thôi. Vâng, 27 dành cho game thủ vô thường. Nhưng đây là một bài vô thường rất khó khăn. Đóng A. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ BB thôi. À xin lỗi bạn, đến màn hình máy game thủ về lớp thôi. Chốt 2E vào vị trí này. Và sau đó thì chéo cánh sang bên này. Chúng ta cùng xem Mèo Mèo là người cầm gì. Mèo Mèo cầm cung tuyển, có lẽ là vâng nên tiết kiệm thể lực thi đấu trận tiếp theo rồi. Tỷ số đang là 2-1 ở trong xe đấu thứ 5 này rồi. Vâng, tỷ số đang là 2-0 trong xe 5, đó mới là chính xác. Vâng, như vậy là phi thường đã đi sai rồi. Quá khó đánh. Vâng, và tỷ số về C được rút ngắn xuống còn vâng 1-4. À, để tôi cập nhật lại tỷ số xem. Dường như mới chỉ là 2-0 thì phải. À vâng, như vậy là mới là 2-0. Vâng, chính xác mới là 2-0. Và một cái trận và vâng trận đầu tiên đấy là một cái trận mà quên không vâng không cập nhật tỷ số. Vâng, chính xác tỷ số mới là 2-0 ở trong C5. Và bắt đầu phải trèo đèo lội suối. Vâng, bắt đầu phải trèo đèo lội suối dành cho cặp đôi Venlove và game thủ phi thường.